con thích về đội của ai nè? Là chú Huy. Về đội ngô, chú Ngô Kiên Huy. Tiếp bước chân đi Sasha. Trời, bữa nay cái ngày gì của tôi vậy trời? Tú, tại em, bản thân em là một sự sai lầm. Chưa bao giờ trong cuộc đời anh thất bại như vậy. Anh Thành chưa bao giờ thất bại một cách chưa bao giờ như bây giờ. Nãy giờ vòng 1, từ vòng 1 đến bây giờ không dám nói một câu gì hết. Toàn anh nói xong nãy giờ ngồi im re. Bây giờ hỏi là dạ vâng, ngon lành mà vẫn bị chửi. Cái vấn đề không phải là thái độ mà vấn đề là cái vong của mày nặng, mày hiểu không? May là mày chưa nói gì mà thế này, mày nói gì thì tao chỉ có cúi mặt đi về. Thật lầm lũi không sống được trên đời. Bỏ ngay cái cuối mà chọn bên kia luôn thì tụi mình đội cái mâm, đội mâm đi về thì không biết nói gì nữa. Bây giờ cháu phải nghe chú anh Tú này hát một bài về cha cho cháu nó nghe ngay, để cho nó hướng về gia đình thế nào. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, lời thề như dòng nước trôi đầu buồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già dấu yêu. Đấy à, cha có một câu thôi mà cứ chật lên chật xuống. Em nghĩ là sao có thể hát này về với đội kia không? Dạ, bây giờ con sẽ về đội của chú. Một cái này và chúng mình là bạn. Bảo mày đừng hát rồi mà Tú. Tao đã bảo mày đừng hát, tao vừa kêu là mày hát ngay. Mày không hiểu ý anh gì cả. Gia đình bên đây bất hạnh quá. Em nghĩ là hồi nãy em thái độ gì mày cản tao. Mày cản anh Tú ngay. Thôi thái độ gì thôi, thôi thôi thôi. Ôi trời ơi, cái thái độ này giống em lúc trước. Lúc em thắng em. Mày thấy chưa? Mày có thấy dư chấn của mày chưa Tú? Em làm mà tới bây giờ nó còn có thái độ với gia đình mình ấy. Chết thật, chết thật. Không sống nổi trên trái đất này. Đón xem tập 4 Biệt tài tiếng hoa mùa 2 phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2018 trên kênh VTV3.